cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan, ngày 22 tháng 9, đoàn xe gồm xe cảnh sát dẫn đoàn và xe của đại sứ 12 nước, trong đó có đại sứ Việt Nam tại Pakistan, đi tham dự diễn đàn phát triển du lịch vùng Swat đã chúng thiết bị nổ tự chế tại khu vực thuộc bang Khyber Pakhtunkhwa thuộc Pakistan khiến một cảnh sát thiệt mạng và bốn cảnh sát khác bị thương. Xe chở đại sứ các nước an toàn. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam nói: Việt Nam lên án mạnh mẽ vụ tấn công và xin gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công này. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng Pakistan đảm bảo an ninh, an toàn cho các cơ quan ngoại giao, cộng đồng người nước ngoài trong đó có Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước sở tại. Ngày 26 tháng 9, chính quyền Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan thông báo đã thành lập một ủy ban để điều tra vụ tấn công nhằm vào đoàn xe chở các nhà ngoại giao nước ngoài. Theo cảnh sát địa phương, đoàn ngoại giao đang đến thăm khu vực theo lời mời của phòng thương mại địa phương. Đội an ninh dẫn đoàn đã bị chúng thiết bị nổ bên lề đường. Toàn bộ các nhà ngoại giao đều an toàn và quay trở về Islamabad. Tổng thống Pakistan Ashif Ali Zardari và Thủ tướng Sebas Sharif đã lên án vụ tấn công. Trong những tháng gần đây, Pakistan chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công của phiến quân, trong đó có bang Khyber Pakhtunkhwa giáp biên giới Afghanistan. Islamabad cho biết các nhóm như Taliban Pakistan đang ẩn náu ở đó và thực hiện nhiều cuộc tấn công vào cảnh sát và lực lượng an ninh. Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 được tổ chức vừa qua tại New York. Ông Biden cho biết cảm thấy vinh dự khi được phát biểu lần cuối cùng tại sự kiện dưới tư cách là Tổng thống Mỹ. Các nhà lãnh đạo thân mến, hôm nay là lần thứ tư tôi có vinh dự lớn được phát biểu trước hội đồng này với tư cách là Tổng thống Mỹ. Đây cũng sẽ là lần cuối cùng của tôi. Nhìn lại quá trình lịch sử nước Mỹ đã đi qua trong sự nghiệp của ông, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cho biết quá khứ có những chia rẽ và giận dữ, Song ông luôn muốn giữ những niềm tin lạc quan vào tương lai phía trước. Như để minh chứng cho điều này, Tổng thống Mỹ nhắc đến việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam vào năm 2023. Ông Biden nói: "Năm ngoái tại Hà Nội, tôi đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam và chúng tôi đã nâng quan hệ đối tác lên mức cao nhất. Đó là minh chứng rằng nhờ ý chí bền bỉ và khả năng hòa giải, ngày nay Mỹ và Việt Nam đã có thể trở thành đối tác và bạn bè. Điều đó cho thấy ngay cả từ sự kinh hoàng của chiến tranh, chúng ta vẫn có một con đường phía trước và mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn." trở về hiện tại, nhà lãnh đạo Mỹ nhắc đến những thách thức mà thế giới hiện đại đang phải đối mặt, từ dịch bệnh, biến đổi khí hậu cho đến các cuộc xung đột. Ông cho rằng nhiệm vụ và cũng là thử thách với các nhà lãnh đạo trên thế giới là đảm bảo cho sức mạnh đoàn kết quốc tế trở nên mạnh mẽ hơn những gì đang chia rẽ cộng đồng quốc tế, giữ vững các nguyên tắc hợp tác vượt qua được những thách thức, giữ vững trật tự một lần nữa. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo đồng nghiệp thân mến, tôi thực sự tin rằng chúng ta đang ở một lối rẽ mới trong lịch sử thế giới, nơi những lựa chọn chúng ta đưa ra ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của chúng ta trong nhiều thập kỷ tới. Cũng trong sự kiện, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79. Lễ khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 có chủ đề Không để ai bị bỏ lại phía sau, hành động đoàn kết để thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững, phẩm giá con người vì các thế hệ hôm nay và tương lai. Chiến dịch của ông Trump cho biết cựu tổng thống mỹ đã được giới chức tình báo cảnh báo về các mối đe dọa ám sát liên quan đến iran chiến dịch tranh cử của ông donald trump cho biết văn phòng giám đốc tình báo quốc gia odni đã thông báo tóm tắt cho cựu tổng thống trump về những mối đe dọa hiện hữu và cụ thể từ iran trong đó có âm mưu ám sát ông nhằm mục đích gây bất ổn và gieo rắc hỗn loạn theo chiến dịch của ông trump Giới chức tình báo Mỹ xác định mối đe dọa từ Iran đã gia tăng trong vài tháng qua và các quan chức chính phủ đang nỗ lực bảo vệ ông cũng như đảm bảo cuộc bầu cử ở Mỹ cuối năm nay không bị ảnh hưởng. ODNI trước đó nói rằng tin tặc Iran hồi cuối tháng 6 và đầu tháng 7 đã đánh cắp những tài liệu không công khai từ chiến dịch của ông Trump và gửi cho đội ngũ dưới quyền tổng thống Joe Biden khi đó vẫn là ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Giới chức Mỹ khẳng định không nhân viên nào trong chiến dịch của ông Biden hồi đáp email Nhóm tin tặc còn tìm cách chia sẻ tài liệu đánh cắp với một số tổ chức truyền thông Mỹ, nhưng danh tính của họ không được nêu trong thông cáo. Ông Trump và Iran có mối quan hệ căng thẳng từ sau vụ tướng Qasem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm QAS thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC bị quân đội Mỹ hạ sát trong đợt không kích ở Iraq hồi tháng 1 năm 2020. Giới lãnh đạo Iran nhiều lần thể hiện quyết tâm trả thù cho tướng Soleimani, trong đó có cả tuyên bố nhắm vào ông Trump cựu Tổng thống Mỹ từng bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7 và bị thương ở vành tay. Hai tháng sau, các mật vụ bảo vệ ông Trump đã ngăn chặn âm mưu ám sát của nghi phạm Ryan Roth bên ngoài sân gôn ở Florida. Ông Trump là một trong 15 Tổng thống Mỹ từng thoát chết trong các vụ ám sát. Ông từng khẳng định chỉ những người có tầm ảnh hưởng mới bị nhắm mục tiêu. Về phía Iran, quốc gia này mới đây đã lên tiếng bác bỏ tuyên bố của Mỹ về việc can thiệp vào các vấn đề bầu cử của Mỹ. Trước đó Iran từng nhiều lần phủ nhận cáo buộc can dự vào các công việc nội bộ của Mỹ. Người dân Mỹ đã phải điều chỉnh để thích nghi với những điều bình thường mới trong chính trị, cả lớn lẫn nhỏ, dường như thường xuyên hơn trong vài năm qua. Ngôn từ đã trở nên gay gắt hơn, tình trạng chia rẽ đảng phái trở nên sâu sắc và các tiêu chuẩn ứng xử của ứng viên bị sói mòn. Xét đến tình trạng bạo lực súng đạn đang lan tràn khắp nước Mỹ, những cuộc tấn công có thể là một điều bình thường mới, không thể tránh khỏi. Nhưng hiện tại, điều này vẫn còn gây sốc. Phó Tổng thống Kamala Harris nói trong một tuyên bố sau sự cố ở Florida rằng bạo lực không có chỗ ở Mỹ. Những chi tiết về vụ ám sát hụt, đặc biệt là danh tính và động cơ của kẻ tấn công, cuối cùng sẽ quyết định tác động đối với nền chính trị Mỹ. Nhưng ít nhất vào lúc này, có vẻ như bạo lực kiểu này ngay càng trở thành một phần của nước Mỹ ngày nay. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm dân quân thuộc dòng Hồi giáo CIA đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một địa điểm quan trọng ở Eilat, thành phố cảng miền nam Israel. Nhóm này tuyên bố rằng vụ tấn công trên được thực hiện nhằm thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Palestine và Liban, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel. Tuy nhiên, nhóm này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những khu vực bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công của họ cũng như con số thương vong. Trong khi đó, người phát ngôn của quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết, còi báo động đã được kích hoạt ở Eilat sau khi phát hiện có sự xâm nhập của hai thiết bị bay không người lái. Một tàu của hải quân Israel đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái nêu trên, trong khi chiếc còn lại đã rơi xuống khu vực cảng Eilat. Theo thống kê sơ bộ, có hai người bị thương nhẹ trong vụ việc này. Trước đó, nhóm trên tuyên bố đã thực hiện nhiều vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Israel. Cách đây ít hôm, nhóm kháng chiến Hồi giáo ở Iraq cũng tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV và một mục tiêu ở thung lũng Jordani bị Israel kiểm soát. Về phía Israel, quân đội nước này tuyên bố đã phóng tên lửa đánh chặn về phía một chiếc UAV từ Iraq và được xác định là bay vào lãnh thổ Israel qua Syria. Không có thương vong nào được ghi nhận. Kể từ khi bùng phát xung đột ở Gaza hồi tháng 10 năm ngoái, lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ ở trong khu vực, động thái được cho là nhằm thể hiện sự ủng hộ người Palestine ở Gaza. Vào tháng 8 năm nay, Tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah el-Sisi và Thủ tướng Iraq Mohammed Sia al-Sudani đã kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép quyết liệt để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng khó khăn về nhân đạo ở giải Gaza và ngăn chặn Israel leo thang xung đột ở bờ Tây. Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi khởi động lộ trình chính trị nghiêm túc đảm bảo quyền hợp pháp và công bằng của người dân Palestine trong công cuộc xây dựng một nhà nước độc lập dọc theo các đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô để thiết lập hòa bình, an ninh và phát triển trong khu vực